Không bao giờ quá muộn để trở thành doanh nhân. Ông già KFC 65 tuổi mới bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình và làm cho công việc kinh doanh của mình trở nên vô cùng nổi tiếng trên toàn thế giới. 65 tuổi bắt đầu. Bao nhiêu trong số các anh chị đây ít hơn 65 tuổi giơ tay lên nói tôi. Ghi vào, ông già KFC 65 tuổi. Không bao giờ là muộn để trở thành một doanh nhân. Tôi gặp rất nhiều người già. Cả bố tôi cũng vậy, mẹ tôi cũng vậy. Bố vợ tôi cũng vậy, mẹ vợ tôi cũng vậy. Họ nói với tôi hàng ngàn lý do rằng họ không bao giờ trở thành nhà doanh nghiệp được. Nhưng tất cả những cái đó là ngụy biện. Tất cả những điều họ nói là ngụy biện. Một trong những điều quan trọng nhất là họ đã không tiếp nhận thông tin mà thôi. Và tôi nói với các anh chị rằng kinh doanh không có tuổi tác nào cả. Ai cũng có thể kinh doanh được. Không quá già và không quá trẻ.